Xin chào mọi người đang xem kênh Diệu Anh TV của Tiên Giang. Hôm nay mình làm gì mấy Dượng? Mình sẽ làm ba gọi nướng, cuộn nướng. Lãi anh ba đông món này vậy. Mình nướng ống tre ha, mình cuộn cây tre, mình nướng thang. Cuộn trong cây tre. Nướng thang. Đây là thịt ba gọi bún sườn, tức là miếng ba gọi mà cái sườn người ta đã lấy bún cái sườn, sườn rồi, chỉ còn thịt không đó, ta gọi là bún sườn đó. Rồi. Giờ mình sẽ ướp xong rồi. Giờ nãy giờ mình đã quấn rửa sạch sẽ rồi mọi người. Tre. Rửa sạch sẽ rồi, bây giờ mình vô mình bắt mình chỉ trời vô. Ơi con heo xăm chỗ nè. Cái này là cái mọc. Cái này là heo này là heo sạch. Vậy hả? Cái con mọc của thú y. Con tưởng đâu nó xăm chỗ phải chứ. Phải có mọc gì mới bán được không? Không có mọc tao đâu cho bán đâu. Ai biết đâu. Tao sợ heo bệnh đó. Mình nấu nồi nước sôi, bỏ gừng, hành tím vô để mình luộc cái miếng thịt cho nó trong á, thơm á. Rồi mình bỏ miếng thịt để mình luộc trước nha. Dùng cây xả xim xim hai đầu. Nhặn đầu xuống cho nó. Nhặn đầu nó xuống. Kiến bình lệnh coi. Làm sao? Đúng. Làm một người này người ăn sáu rồi cuộn chứ. Ví dụ sáu là muốn ướp rồi, mới ướp rồi xong chân cuộn rồi mới bỏ vô luộc. Rồi mình mới đem ra nướng. Rồi. Vũ làm sao? Em luộc rồi em mới đem ra em ướp, em cuộn lại em nướng. Rồi hai ông thợ nấu cho nên là đúng đôi khi cũng có xảy ra một chút xíu tranh chấp. Rồi còn chị Tư ngồi kia thì ý chị sao ạ? Chị Tư. Ý chị sao? Hay là ý chị luộc chín rồi xay ra chấm. Chị Tư là bên phe trung lập không có ý kiến, ai muốn làm gì làm. Ra rồi đem mắm nêm ra chấm cái là rồi. Chín rồi. Là xong luôn. Là xong luôn. Xương xương bây giờ mình sẽ mình luộc cho nó xương xương rồi mình bỏ ra ngoài. Săn lại đó mọi người nha. Lao mình đào cho nó khô. Cái gì nụ lao, cái khăn. Cái khăn. Trời đất ơi, nó cái nụ lao hết muốn ăn luôn. Làm nước sốt để ướp miếng thịt nha. Mình tỏi. Cho tỏi, hành, xả, ớt vô. Một muỗng nước mắm đi, chứ nhiều mặn á. Không đầy luôn. Sa tế. Gia vị ướp thịt nướng nha. Dầu hấp điều. Dầu điều, dầu lọt mọi người. Muỗng tương ớt. Dầu hào bột ngọt một ngàn hạt đi nha mọi người. Xăng rồi mình đồng dùm xẻ vô. Xanh nha. Mình phết theo cái đường dưỡng út cắt sẵn rồi nè. Trời này lâu dữ rồi mới nghe tiếng xuồng máy chạy dưới sông à. Phết này là chạy dữ lắm. Phết chạy nhiều. Mấy bà chạy xe không được, phải đi vỏ không mua rồi. Mấy bà nào mà không có chạy xe đó ha. Với lại đi vỏ thì mua nhiều đồ á. Cho tiện. Đi vỏ mua được đồ nặng. Đồ nặng nhiều đồ đó. Giống như tờ bán là Singapore bốc chạy vậy. Nãy mình cắt hai lỗ tay cho mọi người. Nó hơi bị phạm miếng này. Nó bún sườn này chỗ nó ngay lằn sườn luôn. Nó không đẹp chứ nó ngon lắm nha mọi người. Sốt thì biết ngon rồi. Cho mổ hết đi. Mặn á. Hết nó mặn. Thằng thà mà lạc chút mà chấm nước mắm được, mặn mới sờ lấy ra không được. Ủa kìa bỏ léo kìa. Chồng con nói Dưỡng Út đang giặt đồ hả? Massage. Anh vào đâu massage không? Nằm xuống. Massage gì hả lê? Massage gì hả lê? Nằm xuống Dưỡng Út massage cho. Massage gì hả menu à? Ý mô mua gà massage hay chưa kìa? À ý mô có. Nóng đi. À. Hả? À. Oke, chú chú chú. Massage. Oke. À. Chịu ạ. Đặt cũng đâu thì. Làm xong đi rồi làm cho con. Bây giờ luôn nè. Dạ. Dạ anh Ba Đông sẽ chặt cây trúc này về để nướng nha. Hai Dưỡng đứng hỗ trợ. Ừ, chỉ anh chặt cây nào để Dưỡng sáu. Chặt cái đó hả anh. Được không? Đó, 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 đó.
Rồi ta nói chai Hàn Quốc mà về miền Tây chặt tre chặt chút rồi nè ha. Bụi tre là của ông cúng ông cái màu ơi hay quá ta. Dạ một ôi da, ôi da, ôi da, ôi da. Rồi, ngọt ngào lên anh. Chặt ngọt ngào lên cái. Bụi tre này là tài sản của ông cố ngoại anh để lại đó. Lâu rồi lắm. Lâu dữ lắm, lâu từ hồi vợ anh nó còn ở chuồng 80 tháng giờ đó. Bụi tre này mấy chục năm mà nhiều tuổi hơn vợ anh đó. Bụi tre này lâu đời. Trời, ta nói cũng chuyên nghiệp quá nè. Nhìn như chai miền Tây luôn ta. Vót vót rồi các kiểu rồi ha. Rồi không biết. Biết lắm. Đặt cái đó đổ đó. Nè, nè, nè. Chỉ nè, cả đi cái chú kia. Chà. Xéo nha, xéo. Chặt tre mà chặt ngang thấy rồi sai lầm mà xăm lại. Dập rồi chặt thôi đấy. Chặt tre là phải chặt xéo, ngọt ngọt ngào nó mới đứt được. Thì có thằng già không biết thằng đó. Không hay hơn đứt. Bà đồng chút. Vợ anh chặt còn ngọt hơn anh nữa anh ơi. Còn bà đồng 9 điểm ông Cường là 10 điểm. 1 điểm, 1 điểm. 1 có 10 điểm mà ông kia 9 điểm ông này còn 1 điểm à. Mình lấy chua mình cưa. Chưa lại cho nó mặn. Ngọt ngào. Cho nó đẹp lại một tí. Mình làm ống thục luôn, thục ra thục vô, thục nhầm bụi chuối thứ hồn luôn. Hồi xưa là câu cái đục ngữ ta nói vậy mà. Trò chơi nhân gian mà rất là quen thuộc mà. Chết mẹ kìa. Oh my god. Trời má ơi, mồ. Trời. Ôi trời, cũng may là không đinh dính thịt nha. Bén lắm. Ôi trời, má giang hồ trời lớn luôn. Này dưỡng Úc lặt lá không? Hả? Lặt với con trời ơi, mai này người ta trả đâu mười mấy triệu chưa bán nè. Bán đâu được. Cây mai này chỉ có là có mười mấy triệu hả? Cây mai này có mấy trăm ngàn mà mắc cây dừa nè, mắc bứng đầu là sao bứng được. Cây mai em thấy anh là bây giờ nó nói vậy thôi chứ bây giờ nữa tới cây dừa chết là cây mai mới được mười mấy triệu. Sao trong hát nhân hát nạn thiệt trời. Dính lẹo vô đây sao mà ba làm ăn gì. Cây mai giờ mua bao nhiêu tiền bán đâu có được đâu, chết nữa là cây mai vừa nó chết nó bán được cây mai. Cha này là gì vậy? Samurai nhập hay gì vậy? Wow, lửa của mình nó nóng còn hơn là quả diệm sơn nữa mọi người. Bây giờ mình sẽ quấn cho cây trúc nha. Rồi để cho anh Ba Đông anh quấn thử coi. Giống Tam Thái Tử quá ha. Dùng lúc quấn này tôi ấy thật ra. Cho anh Ba Đông vậy thôi, quấn gì không được. Giống có bánh tét quá nè. Quấn từ từ lại chứ quấn lạnh mà không được. Bên tay đồng này đi, đồng này. Cho nó bò lại. Như barbecue vậy? Barbecue đúng rồi. Barbecue. 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 5 cộng mà. Barbecue. Thịt ba thằng làm này, giống giặt thầm đó. Ok chưa? Đâu dơ con coi thử coi. Ngày gầy quên vụ kia nữa. Gì nữa? Vẫn phải cho đừng quay nữa chứ. Wow. Lấy dây. Chưa. Thật thôi, có màn này nữa hả? Nướng thịt heo mà phải bắt bù lon nữa má ơi. Lần đầu tiên trong đời mới thấy. Đóng mọc. Con đó. Đóng mọc. Bắt nữa thêm con nữa. Đó, chỗ con. Hai con. Mình sẽ sắp gạch làm cái lò dưới gốc dừa mình nướng nha. Lò nướng dân dã đồng quê. Đó, là nướng được đó. Giờ mình đi dân với đi. Coi có lụm gạch của chị Tư không nghe. Lụm gạch tán gốc mai của bà hồi bà chữ te tôi. Giờ mình đem miếng thịt của mình lại nướng nha. Để xuống. Để mấy đầu mình để xuống đi. Cho nó đủ lửa thì. Dễ cho bà. Ừ.
xin lấy ăn chút. Ừ, đó. Hồi đầu nó chín rồi mình nâng lên từ từ. Sao mình không làm cái chế độ quay tự động của dưỡng sát? Dưỡng sát hay chế tạo máy móc lắm mà. Được, làm được. Lấy cái quạt gió ra gắn vô cho nó quay quay không, quay quay. Nó hay mua tươi giảm tóc hay được. Vậy thì ai quay? Bắt ba đông ngồi quay ha. Lấy cái bình sáu học kẹp vô quay. Ngồi quay, bây giờ ba thằng ngồi quay hết. À, lấy bình sáu học kẹp vô quay đi. Ngủ không chắc thứ chị ra là có thịt ăn rồi. Không thể chứ, lại lấy chút xíu rồi chín nè. Hai giờ, hai tiếng đồng hồ ngủ giấc thức dậy còn thịt mình chín ra đấy ha. Wow, đâu quay trở bề con coi ăn cái này. Ôi thơm phức. Nướng. Ồ, cái này giống heo quay quá vậy. Cái vỏ giống heo quay ha. Ngon, trời ơi. Ai mà đồng nói nói nuốt nước miếng chịu không nổi. Hà Vui anh chuẩn bị sẵn sàng ngồi ăn này kìa. Rồi, nhìn vô. Rồi, vô. Ôi, hay. Đây mình để đây đi. Vô. Giờ mình cắt con mấy chì này ra. Cắt một bên thôi vậy sao? Ăn bên này, cắt bên này. Ăn bên nào, cắt bên đó. Cắt trong dưới, trong dưới, ừ. Rồi miếng thịt. Đâu cậu cạo con nghe cái vỏ nó giòn không vậy sao? Trời, giòn thấu luôn ha. Còn có dính tiền nghe nữa. Cạo đây mà tới ngoài Hà Nội còn nghe nữa. Hà Nội nghe nữa. Nó gọt luôn, đâm lại vậy. Anh ở đâu nó chờ mình thịt nướng chính xác luôn. Nhưng mà chờ nó chưa? Chứ này chờ nó chưa? Chứ này là nướng ngon thiệt sự luôn rồi đó. Giờ mình cắt nửa đi. Nó được. Giống cái bánh tét quá ta. Cái chỗ này nó tại nó nguyên nhân nó không kêu là một con dây chỉ á. Cho nên nó chết. Nhưng mà chúng kinh doanh rồi sao? Wow. Oh. Ừ, để đây cắt luôn đi. Anh thơ, anh thơ ghi nè, có gì? Ờ, nó giòn á. Quá thằng nữa. Gì á, đi gì á. Ôi dưa. Đằng dưới thì xin lên xin lên. Các thằng con chị, thằng chị nghe lọt cột ha. Mà cái dao cũng bén chứ. Dao này dưới 6 mới mài mà. Gọi gụm gụm luôn. Gì vậy Múc ơi? Xin chào mọi người. Mời mọi người cùng ăn thịt nướng với cả nhà của Tiên Kiên. Ăn đi Hai Dượng. Dạ. Hai Dượng mà đi mau cơ. Dạ. Mày đi xem. Mà ba đồng ăn đi, em ba đồng nãy giờ nghe nướng rồi chuyện nổi nè. Cảm ơn. Mình chấm với cái nước sốt này là nước mắm ớt, tỏi ớt hả Hai Dượng? Mắm tỏi ớt. Mắm tỏi ớt. Hai Dượng meo. Hai Dượng meo. Siro. Dạ, cảm ơn Dượng. Thế rồi chấm. Meo chị Hai Dượng. Rồi ăn kìa. Ôi. Không cay hả con? Cay không? Mời mọi người nha. Rồi, phải chấm em kèm rau sống nữa nha mọi người. Cay không? Mời mọi người ăn với mấy viên trái mình nha. Đây nè. Rau sống nữa nha. Cái này phải kèm rau sống mới ngon nha. Ra tay. Rồi, Hà Vũnh ăn kìa mấy Vũnh. Chấm nước chấm ăn đàng hoàng luôn nha. Đây. Đây, chén của Hà Vũnh nha. Chấm... Để tới mình làm thử miếng đi. Ngon á. Nhưng nhau mình quắn cái cuộn thịt lại mình nướng thịt nó ngọt không mình để bự ra giữ nước hả à? Nó ngọt nhưng mà 3 kg nướng còn 1.5 kg mọi người. Thơm mùi không? Ủa sao mẹ bóc tay vậy? Nó mùi theo quay các con chú ý thịt quá. Đây nè Ồ, nó chấm nó ăn kìa, mấy Vượng coi nó kìa. Ngon hả Vượng? Dạ. Ngon. Ngon nha. Làm miếng bún nè mọi người. Làm gì vậy?
Qua đây nè. Rồi gói rau nữa chứ. Nè 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 mày lấy cho. Rồi đợi ăn gói rau như người ta luôn mấy chị nghe nè. Chung mày có dạ. À, vô sắp sửa qua YouTube được rồi đó. Ồ, ăn gói rau luôn rồi. Cái vỏ nó giòn rồi, cực kỳ luôn. Vỏ giòn ngon. Giòn giống như là heo quay trời. Heo quay luôn. Ngay luôn hút ngay rồi. Má này cũng heo quay đúng luôn mà. Heo quay, quay mình đúng mà. Mình quay. Mình quay thiệt. Cái này là phải đúng là heo quay nè. Mình quay thiệt mà. Trời ơi, ăn để miếng lá vô trước rồi. Lúc bài luôn vậy. Biết cách ăn đó ha. Ăn kiểu Hàn Quốc. Để miếng lá vô trước, để miếng thịt vô. Đúng rồi. Không nghe rồi, cái sợ mong nhân ta. Thì cho nghe lại chứ. Ở bên Hàn Quốc ăn thịt nướng là... Ăn gì ra? Rồi ăn nó giống như là cái trend vậy á. Như mấy đứa chị trẻ nó hay làm vậy á. Nè, ăn vậy không nhé. Ăn đầu vậy nè. Chấm trước đi. Rồi để miếng lá vậy. Ừ, đúng rồi. Đi không bắt chê nữa hả? Đừng có cái miếng lá bự bự như chú nhỏ. Không chê được hết cái miệng. Chê không hết cái miệng. Cái chấm này ngon nha. Cái chấm này tỏi, ớt, gừng hay gì? Tỏi ớt không à? Ớt không. Ăn ớt cần sao rồi. Làm ngoài. Sao mà nó kẹo nẹo ngon quá vậy? Ai làm đi? Sao làm? Ngon á. Dường sáu nhà tiên làm nước chấm ngon lắm mọi người. Nước chấm muối ớt chanh cũng ngon. Ớt này không cay nè mọi người. Chấm nó mới dính được cái miếng này nè, nó mới ngon. Có được. Bún này sao? Bún à? Ừ. Này bún ngon lắm. Miếng liền. Không cay mà. Này là thơm, ngon ngọt, thơm. Gì đó hả vậy ơi? Mình muốn bị nha. Mình thịt rất là ngon. Đó, mấy ông Dượng nhìn Hà Vinh mà lạc làm theo nha. Đó, miếng thịt để đó. Còn khô. Hà Vinh này đã lớn thiệt rồi. Quá trời bắt trend nè. Trend nào trên TikTok, YouTube thì cũng bắt hết trơn á. Bự quá trời nha, không nổi. Bự hết con. Thịt bự quá. Em Dượng cắt thịt chưa? Bây giờ á, con chắc mấy Dượng á là mấy chiếc ớt bự đúng không? Ừ. Làm lợi mấy chiếc nhỏ này của con không? Không, lợi, không lợi. Không. Chắc mấy Dượng mấy chiếc này là nè. Cái gì vậy? Đó là Thấu ăn khoảng 3 trái, 4 5 trái bình thường. Nhớ cái đó không nổi. Cái này nè, cái này mới ngon nè. Anh Ma Đông nói ông sợ trái nhỏ nhỏ này quá hả? Nhỏ mà có vỏ, nhỏ mà có vỏ. À. Đừng thấy nó nhỏ mà mình chơi không? Cắn miếng nô 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 nô. Trời ơi, từ nhà từ bên nội ngoại, từ bên Hàn Quốc tới bên Việt Nam không ai ăn ớt lại tiếng chân trời. Nhà tiên, nhà chồng tiên cũng không ai không ai ăn ớt như tiếng chân. Ở bên Hàn á, mẹ ăn đi bún rồi, hút lẫy rồi. Thường là tưởng là ăn cay lắm đúng không? Nhưng mà người Hàn ăn cay cũng không dữ lắm đâu. Cũng như người Việt Nam mình thôi, chỉ tạo màu thôi. Có một số món thì cay thiệt, nhưng mà những món đó thì chỉ người cay nó mới ăn được thôi. Cũng giống như Việt Nam mình có người ăn cay được, không ăn cay được vậy đó. Như mấy người, thường mấy người ở xứ lạnh ăn cay nhiều hơn mấy người ở xứ nóng. Nè, không biết nói vậy có đúng không nha mọi người. Chứ thấy mấy người lạnh người ta ăn nóng nó ấm lại. Đúng rồi, lại. Đúng rồi. Nhưng mà cũng ăn không lại con. Lấy hả? Như mẹ chồng con làm kim chi mà lỡ là dùng bột ớt cay quá ha. Là hít hà cay quá, cay quá, cay quá. Con bình thường. Con thấy bình thường. Ngon. Như bỏ cái thầm bắt con Hàn Quốc làm kim chi thấy gì khác. Mà mấy Dượng biết là người ta thích ăn cái gì nữa không? Gì? Hành, hành sống. Chồng con thích ăn hành củ, hành tây sống cực kỳ. Chắc hả?
Thôi của hành ăn ngọt lắm mà có cái còn sống hơi hôi thôi. Ừ, ăn hơi hôi miệng. Thích ăn hành tỏi sống cực kỳ luôn. Mùa hè á. Mấy cái đó là nó trị bệnh. Phải cho ấm người lên á, mùa đông á. Ăn vô mặt người nóng á. Nóng. Nóng. Chồng thích ăn hành lắm hết ta. Mấy trái ớt này là mấy trái ớt chim ị không? Ớt này là ớt có tiệm đó. Thì nhưng chim ị nó đi tùm lum la nó ị nó mọc lên nè. Nó cũng mọc lắm. Sầy lắm. Wow. Có người tiếp tế đấy kìa. Wow. Cái gì vậy chị Tư? Cái gì hơn cho mấy thằng đó. Cho mấy thằng đó. Có kéo không nữa? Có, đây. Mẫm kéo. Tự quá. Dưới nè, nè. Cái này ngon nè. Nóng. Để vô. Cái này ngon nè. Không sao nãy giờ anh không nói gì cho anh sao? Ngon mà tao nói chuyện không nổi luôn. Ê, hỏi thầy Vui, thầy Vui nói ngon rồi đó. À, miếng da bự hơn cái mỏ nữa. Bữa nay có nhiều xà lách là Hà Vui ăn hết rồi đó. Hà Vui bữa nay thành đạo gao rồi hả? Không, từ ngày ở bên Hàn Quốc nó ăn thịt nướng nó cũng có gao gì nó ăn. Vậy đó hả? Nước gao mới ngon. Nói chung là chấm lại như vậy này, rất là ngon. Kèm với miếng gạo. Ngon. Ngon mà không nói lên lời luôn hả? Mấy cái miếng mà mẹ Tư nướng sau này nè, thơm mùi khói ngon cực kỳ luôn. Nướng nóng lại, hơi nguội. Nè, miếng này là em làm như Hà Vô được nè. Miếng này nó to nè. Bự nè, chị hát cái miệng được. Thôi để em đây anh được rồi, anh trai. Thôi cảm ơn lòng tốt của anh em. Từ từ em ăn em cũng lựa miếng nhỏ chứ để miếng bự rồi em bự nữa. Để cho nó ngậm luôn hết nha. Mày ok, cứ để nó dở kì rồi mà nên. Nói tiếng Việt Nam đi. Có miếng thịt hai người dành với vậy. Ốc ăn còn mỡ. Con ăn miếng thịt. Nên là hợp lý luôn, mới dành đó. Hợp lý luôn nè, rồi. Đó là lý do tại sao mà Dũng Út vậy mà con vậy. Vậy ăn thích ăn mỡ nên là mới vậy á. Ăn mỡ, mỡ mới ngon mọi người. Thật sự ngon thiệt. Ăn thịt nó cứng nhắc sao à, cũng ngon. Còn mấy khi kia mua mỡ, vợ mua mỡ rồi về đầu nhìn cục mỡ không nghĩ ăn luôn. Con không ăn được mỡ. Nhai là con ớn lạnh nổi ốc cục luôn. Nhiều người ăn được, nhiều người ăn không được. Mỡ ăn cũng nổi. Ăn đi cái lượng ít mỡ thôi chứ đâu phải ăn mỡ không mà thịt không ăn thì ăn cũng ngon. Có mỡ có thịt nữa không? Cay rồi, cay chết mẹ rồi. Sao cay? Cay, uống nước, uống nước, uống nước. Cái này đâu có cay đâu. Dính gì ta? Nó ta the à. Hay là dính cái đôi đũa con? Đôi đũa con. Đũa gì đôi đũa rồi. Nãy giờ tay ngon lành luôn. Uống hết ly nước của ông Dượng luôn rồi. Mới góc thì ông Dượng nó vừa kìa. Còn trái vừa tập nữa kìa. Rồi. Trái vừa đang trái chặt rồi nữa. Miếng hâm nóng là biết sao nè, ăn ngon. Nóng ngon. Cái gì mà nóng là ngon. Để hai đầu. Cái gì nóng cũng ngon ha. Con cây nóng dở nè. Cái gì vậy? Hả? Tính nóng hả? Tính nóng. Không cay nữa hả? Vừa hơi nóng nóng lấy nước tạt vô là mát liền.
trong rằng những lửa nóng lạc vô vô tài. Gì nóng lúc đó còn nóng hơn. Cái đó là nó nóng dữ luôn. Chữa lửa không phải chữa từ từ ha, chữa quá lặng hoạt ngay nó nổ rồi ha. Nói chung cái gì cũng phải có nguyên lý. Cảm thấy cái vỏ heo ngon quá. Ê, lộn cái da heo kìa. Có ông Dưỡng, ông Dưỡng. Của ông Dưỡng đó con. Xách vô nhà đi. Cái vỏ heo. Cái da heo. Nó lộn cái vỏ heo. Thì hăng về đồ, thế thì cấp tế kì mừng ngân kì cơ tờ. Cô kì mà hay cô thế thì cấp tế kì mà. Mừng ngân kì tờ, cấp xì một cơ tờ. Anh Madame nói ảnh phải ăn cái da heo lắm. Bên hàng có cái món da heo á, là người ta chỉ ăn cái da thôi, là nướng lên thì là giòn á. Giòn tao làm chiên á. Mua về rồi nước luộc. Hát bên hàng nướng. Vậy không? Bên hàng khó kiếm lắm. Bỏ cho mỡ chiên. Bên hàng không có chỗ nhiều chỗ bán lắm đó. Không có phổ biến á. Giòn ngon. Cua mất kìa. Cua mất kìa. Nướng da heo á. Cả làm xuống dưới mình mua da heo kìa. Mắc à. Ủa đây cua mồi kìa. Tại mua da heo khó lắm mọi người. Sao khác gì? Mỡ heo rẻ chứ da heo mắc. Nướng giòn nó nhìn nè. Tết này mỡ cũng mắc luôn. Ta da heo ta tết làm bì á. Mà kia anh ta lấy dành hết rồi. Chứ mỡ heo nè, tết cũng mắc nữa. Nó mua cái bánh á. Mắc thôi rồi. Giờ cái gì? Tết bán bằng giá thịt luôn đó. Nướng gì cái tết ham gói bánh em mà. Đây biết không mọi người, nhà có hai người à. Đi chợ mua cái rồi. Cái này mình gói đi, gói chi ăn. Có đông người mới gói vui được. Có hai người gói, có ai đâu ăn, rước khoanh hai khoanh rồi nha. Mua lại không? Cái này mình xúm lại gói đi. Gói cho vui. Mami mò. Ngồi xuống con. Ngồi xuống đi con. Cho chim phát gì. Nó chiếc dòng rau củ. Ăn mà thêm cái đồng tiền nữa kìa. Thầy vừa nha. Bữa nay ông Điều Úc học được một chiêu ăn thịt với rau của Hà Vui này ha. Ăn đó là cũng gọn, bỏ con rau vô trước. Nè, mình làm đi, làm thử đây. Nè. Bỏ con rau trước được, bỏ miếng thịt vô trước được, vô trong nó lộn nhau chứ. Anh bỏ đây, nè anh làm thử đây, em bỏ vô. Lướt vô ra, nghe không? Ớt đâu cay đâu hả? À, đâu cay đâu? Tao theo. Nhưng mà ăn nhiều nóng á. Nó nóng á. Một trái ớt này thua một trái ớt đó. Thua sao? Nãy giờ con làm mấy trái rồi. Một trái này á, ăn hết trái ớt đó, ăn không hết. Nó ăn thuộc đạn nồi đúng không? Nè, rau lắp cái này nhiều lắm nè, quét qua quét ra. Ăn chưa đã nhưng mà thịt nó nguội á mọi người, gió thổi quá trời bữa nay không biết ăn gì mà. Nè, quét thêm chứ, còn ngon quá. Nên là mình sẽ cắt cam miếng nhỏ nhỏ xong mình để lên trên cái vị nước lúc nãy nướng gió nóng lên cái nữa, ăn. Dạo này gió miền Tây sẽ thổi dữ thằng này rồi. Thôi để ra quay cái nó lên trời luôn. Ăn bây giờ thịt muốn đông rồi nữa. Muốn đông luôn. Thôi. Lạnh. Mình tạm dừng video tại đây rồi mình ăn tiếp ha. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên. Đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Dạy Quên TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye nè. Hello mọi người.